nhằm tri ân khách hàng và giúp quý khách khu vực thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương và các vùng lân cận dễ dàng mua được vàng và trang sức đẹp giá tốt. Doanh nghiệp Vàng Bạc Quang Lý tại địa chỉ số 48 Trần Hưng Đạo, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã phối hợp với công ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu tổ chức chương trình 2 ngày vàng mua vàng giá tốt, ưu đãi giảm giá tới 30%. Cụ thể, trong 2 ngày 24 và 25 tháng 11 năm 2018, quý khách mua nhẫn tròn trơn vàng dòng Thăng Long và trang sức Bảo Tín Minh Châu tại doanh nghiệp Quang Lý đã được ưu đãi giảm giá lên tới 30% và được nhận nhiều quà tặng hấp dẫn. Theo ghi nhận của phóng viên, lượng khách đến mua vàng tại đây đã tăng đột biến gấp 5 đến 6 lần ngày thường.